anh tuyển dụng nhân viên cũng vậy, anh cần một bạn phải có cái tư duy giải quyết vấn đề, mình chủ động cho mọi chuyện. Khi mà một cái chuyện mình tưởng là nó stuck rồi, nó không giải quyết được, mà em tìm được cái hướng giải quyết hoặc là em cầm cái sắp đó lại, thì anh sẽ đánh giá em hoàn toàn khác nha. Cho em hỏi cái là không biết là đối với anh như thế nào, nhưng mà khi mà em đi phỏng vấn với nhiều người á, thì họ lại rất là cần cái bằng. Có nghĩa là với một sinh viên, khi mà mình không có kinh nghiệm gì hết, thì cái bộ mặt của mình họ nhìn vào là họ chỉ nhìn vào cái bằng đại học. Rồi anh sẽ chỉ em giải quyết luôn. Em có cái bằng đại học ngôn ngữ Nhật chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, vậy thì em đi phỏng vấn ngành nào mà người ta lại đòi bằng tiếp? Dạ, nếu mà em nói một cái bằng kiểu như khi mà em phỏng vấn ngành thương mại điện tử luôn đi, không có chuyên môn, em làm intern đâu. Dạ, em đăng ký làm intern thì họ cứ bảo là em có bằng cao ngôn ngữ Nhật và em đang học ngành thương mại điện tử, thì khi mà em làm intern ở đây thì đâu có chắc gì là bản thân em đã đủ kiến thức, hay là anh cũng không có biết được là em đã có gọi là kiến thức trong cái ngành này chưa. Thì mà họ nhìn vô cái bằng ngôn ngữ Nhật coi như là vứt đi rồi, tại vì ngành ngôn ngữ Nhật nó không liên quan tới ngành thương mại điện tử cả. Là có nghĩa em đã từng đi phỏng vấn vào rồi và người ta nói là phải có tấm bằng người ta mới biết được rằng là em có học hay chưa, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, không gì hết, xin xác nhận học phần, làm một cái thư giải trình nhờ nhà trường xác nhận rằng là còn 8 môn này do nhà trường chưa có tổ chức được, cho nên em còn chưa có được tốt nghiệp, nhưng em đã có cái xác nhận học phần là học được bao nhiêu môn và bao nhiêu điểm rồi. Nó là một trong những cách, và cách em làm linh hoạt như vậy, đồng thời cái cách em trình bày và em nói chuyện mà chứng tỏ em có năng lực, thì anh nghĩ người ta cũng sẽ không có ngại ngần trong việc tuyển dụng em đâu. Nghĩa là sao biết không? Như anh nè, anh tuyển dụng nhân viên cũng vậy, anh cần một bạn phải có cái tư duy giải quyết vấn đề, mình chủ động cho mọi chuyện. Khi mà một cái chuyện mình tưởng là nó stuck rồi, nó không giải quyết được, mà em tìm được cái hướng giải quyết hoặc là em cầm cái sắp đó lại, thì anh sẽ đánh giá em hoàn toàn khác nha. Anh sẽ đánh giá là giữa một cái bạn đó là nói là dạ em học chưa xong mà em không biết chừng nào mới xong nữa, mà giờ chưa xong làm sao có cái bằng anh, thì anh sẽ đánh giá rất là khác. Nhưng một bạn mà làm được cái việc là cầm một cái xác nhận học phần tới, cộng với yêu cầu nhà trường xác nhận là 8 môn này chừng nào có thì em mới đi học, thì rõ ràng cái thế chủ động của em trong công việc và giải quyết vấn đề nó tốt, thì rõ ràng em sẽ là một người có kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong công việc. Vậy thì mình chủ động hơn trong tất cả mọi thứ, kể cả khi vấn đề không giải quyết được thì mình vẫn phải có cách để xác nhận là tôi không giải quyết được, không phải là yếu tố chủ quan trên người của tôi, mà yếu tố khách quan bên ngoài.